Ok, Ok. biết rồi đúng không? Ok, welcome everyone. Thì xin chào tất cả anh chị em, mình với các anh chị em ở trong team Shopee rất vui mừng được chào đón tất cả mọi người đến với cái khóa TA phân tích kỹ thuật của group. Thì hôm nay là cái buổi đầu tiên của khóa, thì chúng ta sẽ dành cái thời gian để làm quen với nhau trước. Trước tiên á, thì mình xin nói sơ qua một chút về cái khóa học nha. Khóa học TA này của Group Shopee được kiến tạo là nhằm giúp cho các anh chị em không có nhiều thời gian nhưng mà vẫn muốn tham gia giao dịch trong các loại thị trường, có thể đạt được cái thành công trong cái lĩnh vực trading đúng không? Và cũng đạt được cái mục tiêu kiếm tiền. Khóa học thì sẽ do các thành viên có kinh nghiệm chinh chiến thị trường lâu năm của nhóm Shopee phụ trách. Thì mấy anh chị em thì cũng nếu mà trade chung với nhau thì chúng ta cũng có thể đã biết nhau qua cái thời gian trade chung với group rồi đúng không nào? Nếu mà mấy anh chị em nào mới á, mới tham gia group của đầu tiên thì chắc cũng hẳn nghe đến cái group Shopee với nghe tới tên Maxim Đoàn, Chí Kiến Minh ở đâu đó rồi đúng không? Mình biết đa số anh chị em tham gia học khóa học này của Shopee thì ít nhiều á, đều đã có một cái số kiến thức không ít thì nhiều về cái thị trường chứng khoán cũng như cái kỹ thuật trading. Tuy nhiên cái mục tiêu của khóa học này á, là sẽ hướng dẫn cho tất cả các anh chị em mới có được một cái khái niệm căn bản cũng như có được một cái nền tảng vững chắc về phân tích về cái việc phân tích kỹ thuật trong thị trường chứng khoán nói riêng và các loại thị trường khác như crypto, futures, forex nói chung. Miễn sao là các anh chị em sau khi hoàn thành cái khóa học này sẽ rút được cái điều gì đó có lợi cho cái hành trình trở thành những cái trader chuyên nghiệp của mỗi người. Thì cũng như quý anh chị em cũng đã biết rồi, trong cái thời đại mà công nghệ thông tin với trí thông minh nhân tạo nó lên ngôi đó, thì cái sự phân tích kỹ thuật thủ công truyền thống nó cũng phải cần có sự thay đổi. May mắn thay á, là cái group Shopee mấy anh em cũng đi tiên phong trong cái việc áp dụng công nghệ hiện đại vào trading. Thì như quý anh chị em cũng biết là khi tham gia các khóa học TA của các group khác á, thì mọi người đều được hướng dẫn rằng là mỗi ngày phải làm homework, mỗi ngày phải làm trading plan, tìm mã stock để trade này nọ đúng không? Mình thì cũng trải qua cái thời gian này rồi, cho nên rất là hiểu cái cảm giác mỗi ngày phải ngồi mấy tiếng đồng hồ scan mã stock rồi vẽ chart làm trade plan này nọ. Nó không những là tốn rất là nhiều thời gian của chúng ta, mà nhiều khi như quý anh chị em cũng biết đó, market thì nó thay đổi vô chừng, không có gì là bảo đảm hay chắc chắn cả. Cho nên một ngày chúng ta có thể giỏi lắm là chúng ta scan được vài mã stock cho cái ngày trading hôm sau, rồi chúng ta lên kế hoạch đầy đủ. Ai ngờ hôm sau market nó nổi hứng, nó không hợp tác với chúng ta. Ở giả như cái hôm sau mấy cái mã đó volume tự nhiên không có, rồi stock nó đi sideways, hóa ra mấy cái plan của chúng ta trở thành chất quốc hết đúng không? Cho nên cái việc mà chúng ta dành thời gian để chúng ta làm những cái việc đó, thì bây giờ mấy anh chị em tham gia khóa học này thì với lại có thêm cái phần mềm Colortrend, nó sẽ giúp cho anh chị em loại được cái trở ngại đó. Mà bây giờ mình cứ nói về cái sự bất tiện của mấy cái phương pháp truyền thống là phải ngồi đây vẽ chart rồi là scan stock này nọ, thì mình nói mấy cái sự bất tiện của nó thì nói cả đêm cũng không hết nữa. Bây giờ chúng ta nói sơ tới cái sự tiện lợi của khóa học này nha. Thì mình cũng may mắn á, là vài năm trước đây trong cái quá trình học hỏi mà nghiên cứu để trở thành trader thì mình gặp được Maxim. Xong rồi cái mình trở thành cái trader làm biếng luôn. Tối thì không phải là homework, sáng ra thì stock tự nhiên nhảy ra cho đánh luôn. Nghe thì có vẻ khôi hài với khó tin quá phải không anh chị em, nhưng mà đây là sự thật á. Maxim với cái color trend của him nó sẽ giúp cho cái công việc của quý anh chị em trở nên đơn giản và nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Mình sẽ không có nói nhiều về color trend vì mình không muốn quý anh chị em nghĩ là mình cứ quảng cáo hoài. Thôi thì cứ mỗi ngày quý anh chị em sử dụng và tự tìm hiểu, rồi mọi người tự nhiên sẽ cảm nhận được cái sự lợi hại của nó thôi. Thì cái khóa học này á, chúng ta sẽ focus vào cái việc phân tích kỹ thuật được hỗ trợ bằng phần mềm Colortrend. Cho nên nó cũng có ít nhiều khác biệt so với những cái khóa học mà những cái group ngoài kia người ta offer. Nghĩa là chúng ta sẽ tìm hiểu về các kỹ thuật cũng như các điều kiện ở trong trading nhưng sẽ được hỗ trợ hoàn toàn bằng cái phần mềm Colortrend. Nếu mà nói đến đây á, có lẽ một số anh chị em sẽ thắc mắc rằng nếu mà không có sử dụng cái phần mềm Colortrend thì sẽ ra sao? Thì mình cũng xin trả lời luôn á, là những cái bài học TA của khóa sẽ mang lại cho anh chị em những cái kiến thức hoàn chỉnh về cái kỹ thuật trading. Không có phần mềm á, thì quý anh chị em vẫn có thể hiểu và có thể áp dụng và trade được. Tuy nhiên á, thì quý anh chị em cũng nên nghĩ xem, nếu một ngày á, quý anh chị em có thể kiếm được cái số tiền mà quý anh chị em expect trong cái công việc trading của mỗi người, đúng không?
mà bên chị em lại không có phải tốn nhiều thời gian, có thể dành được thời gian cho gia đình, chứ không có phải ngồi hàng giờ trước máy, lại không có phải phụ thuộc vào những cái chỉ báo mà nó chậm trễ ở ngoài kia, lại có được cái sự chính xác và hiệu quả cao. Thì cái việc sử dụng cái việc mà chúng ta sẽ cái chi phí để sử dụng cái phần mềm Colortrend ấy thì nó rất là ít, và mình tin rằng quý anh chị em á sẽ đồng ý với mình cái điều này. Thì cái bản Colortrend á thì nó sẽ cần một cái khoản phí để duy trì cái việc sử dụng nó, bởi vì nó chính là cái công sức và trí tuệ của Machine Learning, đồng thời nó cũng cần phải, như anh chị em cũng biết đó, mình cũng phải cần cập nhật, cũng phải nâng cấp liên tục để nó có thể theo đuổi kịp cái sự thay đổi của thị trường. Thì quý anh chị em cũng biết là những gì mà có liên quan đến bản quyền trí tuệ thì đều có giá trị của nó, đúng không? Đặc biệt là cái Colortrend nó sẽ giúp cho mọi người kiếm được tiền dễ dàng hơn. Thì cái việc cái khoản chi phí để duy trì cho cái việc sử dụng nó thì cũng không có đáng là bao nhiêu hết. Thì mình chỉ nói sơ và chút vậy thôi. Nhưng mà mình tin rằng sau khóa học này á, quý anh chị em sẽ hoàn toàn đồng ý với mình và sẽ vô cùng yêu thích Colortrend. Mình có nói vui với Maxon á, là software sẽ giúp cho các anh chị em tham gia vào cái trường phái trading mới, trường phái Colortrend độc cô cầu bại, một trường phái trading mà không có kém bất cứ cái trường phái nào ngoài kia, là con có projection, Bollinger Band, Wyckoff, mẫu hình nến, mẫu hình chạc này nọ, thì mình có Colortrend mình cũng cân hết, có khi hiệu quả nó còn cao hơn rất là nhiều. Thì nãy giờ mình nói cũng hơi bị nhiều rồi đúng không? Chúng ta cũng cho dù chúng ta cũng biết sơ sơ nhau rồi, nhưng chúng ta có thể làm quen lại với nhau để biết rõ về nhau hơn. Nói chung là chúng ta sẽ làm quen với nhau để chúng ta có thể làm việc với nhau thoải mái trong những cái buổi tương lai, đúng không? Thì bây giờ đầu tiên á, mình sẽ xin giới thiệu đây nhân vật chính của chúng ta, Max Sinh Đoàn, là founder của group Shopee, cũng là người viết ra cái phần mềm Colortrend, danh chấn thiên hạ đó. Boston có thể làm quen với mọi người đi. Hello, xin chào tất cả các anh chị. Thì mình là Motion, thì nhìn trên cái hình thấy có vẻ trẻ đúng không ạ? Thì trước tiên thì mình cũng giới thiệu sơ là hồi xưa mình cũng có trade. Thì trade thêm một thời gian thì Motion cũng có viết ra cái phần mềm. Thì bắt đầu trade thì Motion là trade crypto trước. Trade crypto từ năm 2017. Và thời năm 27 thì lúc đó mình bước vào thị trường năm 28 thì mình cũng có viết bot để mình trade crypto. Nhưng thật ra cái kết quả trade crypto viết bot hồi lúc đó nó không có thông minh bằng như bây giờ. Nên mình cái năm 29 mình bắt đầu mình chuyển qua stock và mình chơi option. Thì lúc mà khi mà chơi á thì Maxon cũng cũng mày mò rồi đi học, học rồi học TA vẽ rồi bắt đầu viết phần mềm thì cũng đi mua phần mềm về thử. Thì cuối cùng thì những phần mềm khác á, thì nó lại không mang lại cái sự mong muốn của mình. Và dưới cái background của software engineer á, mà khoảng cỡ 15, 10 tính ra đến thời điểm này khoảng cỡ 18 năm kinh nghiệm rồi trong nghề, thì bắt đầu mình mới thấy thôi mình viết ra cái phần mềm cho mình xài. Thì mình viết ra, thì mình viết ra xong rồi thật ra những cái phần mềm đó cũng rất là nhiều, cái phần mềm nó trải qua một cái thời gian rất là nhiều và cuối cùng mình phải chọn lọc ra nhiều thứ. Và cuối cùng mình chọn được cái phần mềm Colortrend, nó đáp ứng được nhu cầu cho mình và mình cứ fix lỗi từ năm 2009 đến giờ, mình fix lỗi miết, mình fix hoài đến bây giờ. Thì cũng hy vọng là phải nói là hy vọng để kiếm tiền trong cái market này trước, chứ không phải là mình viết để mình mang tính chất thương mại. À, lúc đó thì trade để cho bản thân và sau một thời gian thì cũng có nhiều anh em nói ok mình làm được rồi thì thôi mình ra mình giúp mọi người đi. À, thì bắt đầu mất sinh ra ngoài thì ra cũng được năm 2020 á, ra ngoài xong thấy ở ngoài nó xôn xôn xao quá, cái bắt đầu thôi không muốn ra nữa, vô lại ra Facebook á mọi người, ra Facebook á cái vô lại đến khi năm gần cuối năm 2020 á cũng ra lại tiếp, đầu năm 2020 ra xong 2021 ra 2020 ra lại bắt đầu ra lại thì bắt đầu gặp anh Minh. Thế là anh em thấy hợp nhau bắt đầu làm việc rồi chia sẻ ra rồi bắt đầu phát triển cái group Shopee. À, thì cũng rất mong là được làm quen với tất cả các anh chị ở trên Facebook với lại Discord. Thì các anh chị có câu hỏi nào hay là thắc mắc nào thì cứ hỏi Maxion, nhớ anh chị vui lòng nhớ add cái Facebook với Maxion để làm bạn.
Ok, rất vui khi làm việc với tất cả các anh chị ở trong trong nhóm của Shopee. Ok, cảm ơn Marson. Thì đến lẽ ra tiếp theo là tới phần của mình, nhưng mà tại vì do Bill với lại Trang cũng là hai hai cô gái xinh xắn của group Shopee thì mình muốn tại vì hai Bill cũng có vẻ bận, cho nên mình sẽ nhường lại cái phần này cho Bill trước. Thì đây là hai cô gái xinh xắn của group Shopee, đây là Bill. Là cũng tuy tuổi đời thì cũng còn trẻ, nhưng mà thời gian tham gia thị trường chứng khoán này chắc cũng được cái vài nồi bánh chưng rồi phải không em? Tuổi trẻ tài cao là dễ thương nữa, mọi người có thể từ từ làm quen. Hello Bill, em có thể giới thiệu làm quen với mọi người chút đi ha. Hello mấy anh chị, em là Bill. Em cũng rất là vui để gặp được mấy anh chị trong group Shopee này. Như là em cũng có duyên với group Shopee thì lắm, nên em cũng sẽ có những cái gì em hiểu được thì em cũng bằng tấm lòng em sẽ trang trải hết với mấy anh chị trong group Shopee cũng như mấy anh chị đang ở trong môn khóa học này. Em không có biết nói nhiều, em chỉ biết là em rất là vui và cảm ơn mấy anh chị đã ủng hộ cho group Shopee. Vậy thôi Ok, cảm ơn Bill. nha. Ok, hy vọng em mọi người từ từ rồi cũng sẽ làm quen với nhau. Bây giờ đến phiên Trang đi ha. Chào mọi người, chào anh Minh, anh Trần, em là Trang Đoàn, em mới join với Shopee thì được một thời gian ngắn thôi, thì em phụ trách về tâm lý trading với lại macro việc analyst, phân tích mấy cái news rồi mấy cái về kinh tế vĩ mô, mình hiểu được cái market và tại sao nó đi lên, tại sao nó đi xuống, chứ không phải là tự nhiên nó hứng nó lên hay là tự nhiên, phải có some reasons. Thì thực ra thì cái TA của em không có giỏi bằng mọi người, cho nên là dùng cái color trend. Nhưng mà theo em nghĩ cái điều quan trọng nhất khi mình trade á, đó là cái tâm lý của mình, tại vì cùng một cái ticker đó trong một ngày, đã là người trader cùng trade cùng một cái ticker cùng một thời điểm, có người thắng có người thua, mà cái TA á, mấy cái indicators thì nó cũng giống nhau thôi, cũng là MACD, cũng là RSI, nói chung là mấy cái không không có cái indicators nào, giống như là không ai biết hết á, tại vì mấy cái đó là mình có thể học được trên mạng. Nhưng mà tại sao là cùng một những cái indicator đó nhưng mà có người thắng có người thua, thì cái đó đó nó phụ thuộc vào cái tâm lý người. Thì em chắc về cái phần phép mọi người là control cái FOMO rồi risk management, có thể là be a consistent to Ok, cảm ơn Trang rất là nhiều. Giờ đến phiên phần của mình đấy hả? Thì mình nói là Trí Kiến Minh, chuyên gia post bài dạo ở trên mấy cái group Facebook, mà chắc là các anh chị em cũng nhẵn mặt luôn rồi đúng không nào? Rồi cái hình này của mình thì lúc cái hồi này, cái hồi mới tham gia thị trường chứng khoán cách đây cỡ chục năm rồi, giờ thì bớt trẻ rồi, nhưng mà cố tình để tấm hình cái hồi trẻ để cái hồi tưởng kỷ niệm thôi. Mình thì tham gia thị trường chứng khoán cũng lâu rồi, cũng dành rất là nhiều thời gian để tìm hiểu và học hỏi. Thì trước đây mình làm Operation Manager với cái Wall Street trên Kroger, cho tới sau này mình gặp được Mason với Color Trend đó, thì mình đổi thành đổi nghề luôn, trở thành full time trader. Mình là chuyên về day trade. Nói chung là từ khi chuyển sang công việc này thì thấy cái cuộc sống nó cũng nhẹ nhàng, bớt nhức đầu hơn, không phải deal với những cái chuyện nhức đầu như cái hồi đi làm thuê cho người ta. Thì ngoài mấy tiếng trading mỗi ngày á, thì cũng khá rảnh, mình cũng không có phải chăm con mọn như một số anh chị em. Con mình thì nó cũng 20 tuổi rồi, nó cũng sắp chăm sóc được cho mình luôn rồi. Mình nhận thấy đa số các anh chị em khi tham gia thị trường á, thì thua lỗ nhiều hơn do không có tìm hiểu rõ về nó. Cho nên mình á, khi rảnh rỗi thì mình cũng hay muốn chia sẻ những gì mình tìm hiểu được, mình học được, thì mình cũng hy vọng để giúp được cho ai đó ngoài kia.
thì nói về TA, phân tích kỹ thuật thì mình cũng spend rất là nhiều thời gian rồi, mình lê lết học hỏi khắp nơi, từ thầy Mỹ tới thầy Việt Nam, chỗ nào nghe cái chỗ nào hay là mình lại mò vô. Tiền cũng phải đóng bao nhiêu cũng không nhớ đó rồi, trải qua cũng phải lâu lắm, cho tới khi mà mình nghiên cứu được những cái đường lối, một cái đường lối riêng, một phương pháp riêng và có thể trade và có lợi nhuận một cách ổn định đó, thì nó cũng tốn rất là nhiều thời gian. Và cái phương pháp, những cái phương pháp này á, thì mình chắc chắn mình sẽ chia sẻ với tất cả mọi người ở trong group, thì mọi anh chị em tham gia khóa học này thì mình biết gì mình sẽ chia sẻ tất cả, mình sẽ không có giữ lại gì hết. Thì mình cũng mong là mọi người khi mà tham gia xong cái khóa học này thì ai cũng có thể có được cái sự thành công nhất định trong cái thị trường trong tương lai. Ok. Thì bây giờ chúng ta nói về sơ về nội dung khóa học á, thì chúng ta tổng quát về cái phân tích kỹ thuật trên cái phần mềm Color Trend, rồi tổng quát về các chiến lược ở trong option, các setup và các mẹo trong trade future và tâm lý, đặc biệt là chúng ta có thể áp dụng thực chiến vào thị trường với sự hỗ trợ phần mềm và các anh chị em có kinh nghiệm, chúng ta có thể trade chung với nhau mỗi ngày ở trên group, chúng ta sẽ ứng dụng những gì chúng ta cùng nhau tìm hiểu vào trong thực chiến luôn. Có những cái thắc mắc, những cái gì đó thì mấy anh em sẽ cùng chia sẻ. Nhiều khi mấy anh chị em tham gia khóa học và nhiều khi cũng có thể giúp cho nhau, chúng ta có thể giúp cho nhau tiến bộ hơn. Nhiều khi có những thứ mà mình với Maxson có thể không thấy, nhưng mà mấy anh chị em có thể khi sử dụng cái phần mềm là thấy, thì có thể cho mấy anh em biết thì tụi mình cùng 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 nhau improve nó lên, để cho chúng ta được những cái group của chúng ta đạt được những cái mà gọi là những cái thành tựu tốt nhất. Thì cái phần nội dung khóa học, cái phần schedule thì mọi người cũng nắm hết rồi đúng không? Mình có gửi trong cái phần giới thiệu về khóa học thì mọi người chắc cũng đã đọc qua rồi. Nếu mà các anh chị em muốn đọc lại, muốn tìm hiểu lại thì tụi mình sẽ gửi vào email cho mọi người nha. Cái schedule tại nó dài quá, mình ngồi đây mình đọc thì mất hết thời gian của mọi người. Nên mình không có cần nghĩ mấy cái đó, nó không có quan trọng nữa, mình phải phải đọc lại cái thời khóa biểu khóa học. Tại vì cái lịch học á thì mấy anh chị em cũng thấy rồi, cũng biết rồi, mà cần thì lát hồi á thì sau cái khóa, sau cái buổi này thì mình sẽ gửi lại cho mọi người vào email của mọi người để cho mọi người có thể keep up với nó. Ok. Bây giờ đầu tiên á thì chúng ta sẽ trong cái buổi đầu tiên hôm nay thì đúng theo lịch trình lẽ ra chúng ta làm quen nhau thôi, nhưng mà chúng ta cũng mình cũng muốn nhân tiện chúng ta tìm hiểu sơ qua một cái số thuật ngữ trong trading. Những cái từ này các anh chị em sẽ nghe rất là nhiều rồi, cũng biết rất là nhiều rồi, nhưng mà mình cũng muốn nhắc lại một cái số cụm từ quen thuộc mà chúng ta sẽ sử dụng rất là nhiều ở trong khóa học cũng như khi chúng ta giao dịch ở trên các loại thị trường. Thế trên này mình có một cái vài cái list, nếu mà mình miss cái chỗ thiếu cái chữ nào mà anh chị em cần cần hỏi thêm á, hoặc là cần muốn biết thêm thì có thể sau sau cái giờ chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta bàn tiếp. Và hiện tại những cái từ này là những cái từ mà mình list ra, những cái thuật ngữ này được sử dụng rất là nhiều, và trong cái khóa học này chúng ta cũng sẽ sử dụng rất là nhiều tới từ nó, cho nên mình muốn nhắc sơ qua trước khi chúng ta đi đi xa hơn nha. Bây giờ mình làm nhanh quá phần này đi, mà nói về bear với bull, bullish bearish thì mấy cái này mấy anh chị em cũng nghe nhiều rồi đúng không? Bear là gấu, nó là ám chỉ cái thị trường nó đi xuống, bearish cái nghĩa là xu hướng đi xuống, đây là cái thời điểm là chúng ta thích hợp mở ra các phần sell hoặc là short. Bu là bò, nhiều khi mà trong khóa học mình hay nói là phe bò phe gấu ấy, thì mấy anh chị em cũng cũng có thể hiểu đây là cái từ lóng ám chỉ cái thị trường đi lên, bullish có nghĩa là xu hướng đang đi lên, đây là cái thời điểm chúng ta có thể mở những cái tiền lệnh long buy. Ok. Rồi bid and ask là hai cái mức giá được cung cấp ở trong cái mỗi cái giao dịch của chúng ta, giá bid luôn thấp hơn hoặc bằng giá ask, và cái khoảng cách chênh lệch từ cái giá bid tới giá ask thì gọi là spread. Thì các lệnh buy sẽ được mở tại giá ask và đóng tại giá bid, và các lệnh sell sẽ được mở tại giá bid và đóng tại giá ask. Ok. Rồi buy sell và còn gọi là long hoặc là short, đây là hai cái loại lệnh chính mà các bạn có thể mở khi chúng ta giao dịch ở trên các loại thị trường. Lệnh buy sẽ có lời khi mà thị trường đi lên, và chịu lỗ khi mà thị trường nó đi xuống. Lệnh sell thì có lời khi thị trường đi xuống và chúng ta phải chịu lỗ khi thị trường đi lên. Correction, correction là cái sự điều chỉnh, hay là còn hiểu là cái thị trường nó đảo chiều, nó thay đổi ở trong một cái xu hướng. ETF hay là Exchange Traded Fund là cái danh sách
của một nhóm cổ phiếu mà giới đầu tư có thể mua lại hoặc bán thông qua một cái sàn môi giới. Các nhóm cổ phiếu này đại diện cho một cái nền kinh tế hoặc một cái lĩnh vực kinh tế. Nhờ đó thì chúng ta có thể tập trung vào cái nền kinh tế hoặc cái lĩnh vực kinh tế trên diện rộng, thay vì chúng ta phải chọn từng cái mã chứng khoán riêng lẻ. Ví dụ như cái mã TQQQ, nó sẽ đại diện cho 100 công ty lớn nhất được listed trên sàn Nasdaq, hay cái mã SOSL đại diện cho một số công ty lớn thuộc cái mảng semiconductor. Ok, day trading là cái phương pháp mở lệnh đóng lệnh trong cùng một ngày. Ta còn tiếng Anh nó còn gọi là intraday trading, do tận dụng các biến động ở trong ngày để chốt lời. Những người sử dụng cái phương pháp này thường ưa chuộng những cái sản phẩm có biên độ dao động cao như là chứng khoán hoặc là các chỉ số chứng khoán hoặc là futures hoặc đôi khi cũng là crypto đó. Thì người dùng cái phương pháp mình, cái khóa học chúng ta sẽ đa số sẽ thiên về day trading rất là nhiều, nhưng mà các anh chị em cũng có thể ứng dụng để cho những cái cho vào swing trade long term, thì chúng ta sẽ bàn sâu ở trong các khóa học nhé. Ok, dividend hay là cổ tức chính là cái khoản tiền mà cái company nó trả cho mỗi cái cổ phần, mỗi cái cổ phiếu mà chúng ta mua sau khi nó hoàn tất các nghĩa vụ thuế. Rồi fundamental analysis là cái phân tích cơ bản và cách thức tiếp cận các thông tin liên quan đến kinh tế, địa chính trị, chính sách tiền tệ, các sự kiện diễn ra trong cái phiên giao dịch để cho chúng ta xác định cái giá tương đối của các sản phẩm nào đó, cái cổ phiếu nào đó. Thì chúng ta có thể sử dụng những cái người ta có hay cái nó tắt là FA đó, để compare với EA là cái FTA, là để chúng ta có thể tìm được giá trị của những cái cổ phiếu mà chúng ta muốn đầu tư trong một cái chiều hướng lâu dài. Okay. Future market là cái hợp đồng tương lai. Đây là cái loại hợp đồng mà giao dịch một loại tài sản hoặc hàng hóa cụ thể nào đó đối với một chất lượng, một cái khối lượng đã được định trước với cái giá thỏa thuận của ngày hôm nay, nhưng mà sẽ giao cái số hàng hóa này vào một cái thời điểm ở trong tương lai. Thì chúng ta cái khóa chúng ta cũng sẽ có những cái buổi chia sẻ, cái phần bonus sẽ chuyên về trade future. Đây là một cái phần rất là thú vị, thì nó sẽ được input trong khóa học của chúng ta. Rồi margin call, thì margin nó còn tiếng Việt dịch là ký quỹ, có nghĩa là bạn sẽ được cái sàn giao dịch nó cung cấp cho cái sự lựa chọn sử dụng đòn bẩy ở trong giao dịch. Khi đó cái số tiền thực tế để chúng ta cần bỏ ra để mở lệnh nó sẽ nhỏ hơn rất là nhiều so với cái giá trị thực. Thì khi cái đòn bẩy càng lớn, cái margin càng lớn, cái số vốn bỏ ra nó sẽ càng nhỏ, nó tỷ lệ thuận với cái mức đòn bẩy mà bạn sử dụng. Thì cái sàn giao dịch nó cho phép như thế nào á, thì cái số vốn chúng ta bỏ ra được ký quỹ, thì cái ví dụ như thế này, ví dụ như mức đòn bẩy là 1 trên 500 đi, thì để mở một cái lệnh mua 20 cổ phiếu ạ, cái cổ phiếu có tên gọi là A đây nha, ví dụ đi, có giá 1.000 đô, thì nếu mà bạn sử dụng cái margin đó, thì bạn sẽ dùng 20 nhân với 1.000 chia cho 500, thì bạn chỉ cần 40 đô la thôi để mở lệnh. Cái phần này nó hơi phức tạp, thì sau này nếu mà các anh chị em muốn tìm hiểu kỹ hơn đó, thì mình sẽ có cái phần riêng, mình sẽ nói về cái đó, mình chỉ nói sơ về những cái thuật ngữ thôi. Thì margin call là cái phần mà mọi người hay nghe đúng không? Nó rất là thường xuyên ở trong cái thời điểm hiện tại của market. Thì margin call là một cái cảnh báo được các sàn giao dịch nó gửi đến cho khách hàng khi mà tài khoản của họ đang chịu một cái mức thua lỗ lớn và có khả năng là cháy tài khoản đó. Thì cái margin call được các broker họ sử dụng như là cái biện pháp để cảnh báo cho cái người dùng dịch vụ của mình về nguy cơ họ có thể thua lỗ toàn bộ cái số tiền đầu tư của mình, hoặc là đó là cái biện pháp kiểm soát rủi ro của mấy cái broker dành cho khách hàng của họ. Option là cái còn tiếng Việt còn gọi là hợp đồng quyền chọn, hay còn gọi là option contract, là một cái hợp đồng cho phép người mua được nắm giữ nó nếu mà quyền chọn mua hoặc là quyền chọn bán cho một cái cổ phiếu nào đó nhất định tại một cái mức giá xác định và ở trong một cái thời gian nhất định. Có một cái số tương đồng với những cái hợp đồng tương lai. Tuy nhiên đối với hợp đồng quyền chọn thì nó lại có một cái số điểm riêng biệt nhất định. Thì sau này những cái buổi chia sẻ của về option của Mason nó sẽ nói rất là rõ để cho các anh chị em tìm hiểu.
Rồi tiếp theo là demand với supply, đây là hai cái khái niệm rất quan trọng nha. Sau này những cái buổi học của mình, những cái buổi chia sẻ của mình nó sẽ có những cái phần liên quan đến demand và supply. Thì cái này là tỷ lệ nhu cầu, nguồn cung, cầu với cung. Đây là một cái những cái yếu tố nó trực tiếp nó tác động lên giá của một cái cổ phiếu. Thông thường thì cái nguồn cung với nguồn cầu nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn tới cái giá của cổ phiếu. Thì chúng ta sẽ có một cái phần chúng ta nó cũng liên quan tới TA rất là nhiều nha. Pump and dump, cái từ này chắc nghe nhiều rồi đúng không? Đây là cái hành động thao túng của cái thị trường, cái hành động thao túng thị trường của mấy cái cá nhân, mấy cái tổ chức, mình còn gọi cá mập, cá voi, cá ong, cá bà gì đó. Thì thông thường thì nó được thực hiện với cái hình thức là nó phát tán cái thông tin mà này nọ, nó tạo ra cái sự giống như nó tạo ra một cái nhu cầu ảo để nó đẩy giá lên một cái cổ phiếu nào đó, cho cái đi theo cái hướng có lợi cho nó, để bà con thì người ta có thêm cái tụng từ FOMO đó, fear of missing out, đó là cái missing opportunity. Cái FOMO đó là cũng liên quan tới, cũng có dính dáng tới cái phần pump and dump, cá mập nó pump lên rồi nhiều người người ta sợ mất cơ hội, nó nhảy vào rồi cùng nó đâm xuống để nó kiếm lời. Thì đây là những cái từ rất là căn bản mà mấy chị em tham gia cái thị trường chứng khoán các chị em cũng nghe rồi đúng không? Hedging là cái phương trình, là cái phương thức giao dịch mở rộng đồng thời để buy với sell ở trên cùng một cái sản phẩm này, để cho cái giống như là để bảo vệ cái tài khoản của quý anh chị em. Cái phương pháp này đó, giúp cho các anh chị em giảm bớt rủi ro khi cái thị trường nó biến động mạnh. Thì sau này nếu mà chúng ta đi, chúng ta tìm hiểu về những cái cách trong cái khóa học thì chúng ta sẽ không đi thiên về những không có thiên nhiều về cái vấn đề này, nhưng mà chúng ta cũng có thể tìm hiểu chia sẻ qua những cái buổi về option. Rồi tiếp theo là cái đòn bẩy, là cái công cụ gọi là leverage, là cái công cụ các sàn giao dịch nó cung cấp cho người dùng với mục đích là giảm thiểu cái số vốn cần chuẩn bị để mở lệnh, khiến cho cái việc đầu tư của chúng ta nó dễ dàng hơn. Rồi long term, short term là cái cụm từ nó cũng gần với cái giống như bên cái nãy mà nói về day trade đó. Thì cái này long term, short term trader là cái cụm từ miêu tả cái thời gian mở lệnh của một người đầu tư. Short term hay còn gọi là giao dịch ngắn hạn á, thì người giao dịch sẽ mở lệnh từ khoảng một vài phút, cũng có thể tới vài tuần, và chúng ta thu lợi từ các biến động giá cả nhỏ trong cái khoảng thời gian này. Long term là chúng cái giao dịch dài ngày mà các chúng ta mở lệnh, chúng ta có thể giữ từ vài tuần, vài tháng trở lên. Rồi DCA, Dollar Cost Average là cái chiến lược đầu tư định kỳ với một cái khoản tiền cố định và một cái mã cổ phiếu nào đó trong cái khoảng thời gian dài. Mình ví dụ như vậy nè, cái như là sau mỗi tháng, sau mỗi ngày nhận lương của quý anh chị em á, thì anh sẽ quyết định đầu tư 2.000 đô vào cái cổ phiếu Apple. Thì cứ đều đặn như vậy, anh chị em sẽ mua cái cổ phiếu này đúng cái ngày là lương, chúng ta sẽ mua bất kể là thị trường nó lên hay xuống. Thì như vậy cái này, cái phương pháp này gọi là cái phương pháp average dollar cost. Ok, đây là cái phương pháp này thì nó sẽ lợi dụng vào cái sự kỷ luật và sự đều đặn để nó kiếm được cái, nó tích lũy được cái lợi nhuận ở trong cái thời gian dài. Thì vài từ vậy thôi, thì mình nói sơ vài cái thuật ngữ trading mà chúng ta sẽ sử dụng trong khóa học này, ta sẽ gặp ở trong khóa học này của chúng ta. Còn có thiếu cái chữ nào mà anh chị em muốn tìm hiểu thêm thì cũng có thể đề nghị em, mấy anh em có thể giải thích thêm. Còn mấy cái này thì chắc mọi người cũng nghe rất là nhiều rồi đúng không? Thì nói sơ qua chút vậy thôi. Ok. Rồi thì những anh chị em cũng biết đó, cái phương châm mà đầu tư cho bản thân là cái khoản đầu tư quý giá nhất từ Mr. Warren Buffett đúng không? Thì mong rằng cái khóa học của Softways sẽ giúp cho các anh chị em đạt được cái điều này. Ok, bây giờ tới cái phần chúng anh chị em giới thiệu làm quen đi, rồi chúng ta sẽ
dành thời gian cho quý anh chị em làm quen với nhau, làm quen, giới thiệu một chút về quý anh chị em, nói mọi người chia sẻ một chút về kinh nghiệm trading của mọi người, với mục tiêu của mọi người ở trong cái khóa trading này, rồi mọi người kỳ vọng cái kết quả gì đạt được từ khóa học. Bây giờ mình dừng lại cho mọi người nha. Ai anh chị em nào có thể tiên phong đi trước đi. Mắt xin nghĩ là trong này chỉ có chị Chi với lại chị Kim là lớn nhất, tôi mời hai chị nói trước. Oh, quá hay quá hay. Dạ vậy thôi, vậy mời mời chị Chi với chị Kim đi hả. Hello chị Chi, hello chị Kim. Hai chị chắc cũng chắc đang bận là gì đó. Hello, hello Mason, hello anh Linh. Hello cả nhà. Dạ chào chị. Mình Đây. là Chi. Mình nghĩ mình học trò của anh Bất với lại là Mason á, từ hồi cách đây cũng 6 tháng, 6 tháng trước. Mình nói là cảm ơn anh Linh, cảm ơn anh em Mason, cảm ơn gia đình rất nhiều đã hướng dẫn mình trong thời gian qua. Từ một chỗ là mình hồi trước giờ đánh toàn TL không á, bây giờ có biết được chút 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 về TA, thì mong được anh Minh và Mason và tất cả các anh chị em tiếp tục hướng dẫn. Xin cảm ơn. Dạ, quá hay, cảm ơn chị Chi. Chị Cảm Chi ơn là chị. một thành viên ở đi với group từ những ngày đầu rồi. Tụi em cũng rất là cảm ơn chị Chi. Chị Chi là một người rất là giỏi chị, cũng với những cái kinh nghiệm vậy. Sau này trong những cái khóa khóa chia sẻ này thì trong cái buổi khóa học này chị Chi cũng có thể giúp đỡ, cũng có thể chia sẻ với mọi người cái kinh nghiệm của chị Chi. Cảm ơn chị Chi nhiều ạ. Cảm ơn Minh, cảm ơn. Hello chị Kim, chị Kim. Hi, chào anh Minh, chào cả nhà, chào Mắt Sần. Dạ. Mình tên là Kim My, thì cũng mới join group được chắc cũng là 4-5 tháng vậy. Nói chung thì cũng có học TA trước cũng được cả năm rồi, nhưng mà cái tâm lý mình thì cũng còn rất yếu. Cho nên cho dù có biết TA nhiều thì cái tâm lý yếu nó cũng ảnh hưởng nhiều trong việc trade. Nhưng khi join group của anh Minh với lại Maxson mọi người thì mình rất thích. Tại vì các anh em cũng hỗ trợ nhau. Có những lúc mình yếu tâm lý mình hỏi thì mấy anh em giữ đi chị, đừng bán. Thì mình là chuyên viên bán non, mấy anh biết hết chu luôn rồi đó. Là chạy chạy nhanh lắm. Bây giờ thì mình join cái group này để học thêm về future, về học thêm cái short bay với lại cái con bot của mấy anh á, để biết thêm nữa. Tại vì giống như đầu tư cho bản thân mình càng biết nhiều thì nó càng tốt. Theo mình có cái phương châm á là mưa dầm thấm thấm lâu, thì cứ học đi, học hoài riết từ từ nó cũng sẽ vô đầu mình và nó sẽ giúp cho mình là nhạy bén. Tại vì trong cái stock này nó phải cần cái độ nhanh và chính xác lắm, cho nên là không thể nào mình nhớ một ngày một buổi được, cứ học hoài học hoài. Có một ngày nó vô trong đầu là khi mình nhìn cái cặp nến đó hoặc nhìn ở cái chỗ đó là mình phải biết mình action như thế nào. Đó là mình rất là yêu thích group này vì mọi người thương nhau giống như một cái family gia đình đó, cho nên là rất là thích group. Ok, chỉ có nhiêu đó thôi, cảm ơn tất cả mọi người. Tụi em cảm ơn chị Kim những cái lời chia sẻ của chị. Chị Dạ. nó làm cho tụi em cảm thấy rất là vui, tại vì được cái sự ủng hộ, nhất là mấy 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 chị ở trong group đó, mấy chị theo group đó chị cũng hiểu được. Với lại thật ra chị Kim là một người cũng khá vững về TA, chị rất là giỏi về TA, mà chị cũng có một cái kỹ thuật trade rất là cứng rồi, và chị cũng tham gia cái khóa học này với mấy anh em, thì cũng thật là cái điều vinh dự cho mấy anh em ở trong group. Cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn chị Kim. Cảm ơn những lời chia sẻ của chị. Dạ, cảm ơn mấy anh. Em mới là cảm ơn chị Kim nè. Rồi còn anh chị nào chia sẻ thêm không? Giao lưu. Thôi chị Trâm. Rồi anh Huy. Eric, chị Diệu.
Hello mọi người, mình là Huy, mình cũng mới vừa tham gia cái group của anh Minh với lại Motion. Mình cũng mới tham gia thị trường chứng khoán một thời gian ngắn thôi, không có nhiều, nhưng mà chơi thì cảm thấy là thua nhiều hơn là thắng. Mà mới vô được cái nhóm của anh Minh với lại Motion thì mình cũng học hỏi được một chút ít, thì mình cũng mong học lớp này để mình biết thêm những cái về vấn đề TA và cần tôi được cái emotion của mình. Cảm ơn mọi người, rất hân hạnh được làm quen với mọi người trong group. Dạ, cảm ơn anh Huy. Anh Cảm ơn anh Huy. Huy là ủng hộ group từ những cái ngày mới đầu tiên mới tham gia, rồi còn ủng hộ luôn cả cái thư viện sách của Chí Kiến Minh nữa. Cảm ơn anh Huy nhiều nha. Cũng hy vọng là mấy anh em sau này sẽ giúp đỡ cho nhau, cùng cùng nhau tiến tiến được những cái bước tiến nhất định ở trong cái thị trường này. Mấy người mà hay đi tìm nhiều là mấy người hay bị thất bại quá nặng, mà tìm phải đi tìm hiểu nhiều đó. Dạ, cái chuyện này nó rất là chính xác anh ơi, tại vì giống như bản thân mình cũng vậy, mấy cái năm đầu tiên á mình cũng rất là mình cũng phải đi mình tốn rất là nhiều thời gian, nhưng mà cuối cùng á khi mà mình tới hồi mà mình tìm được cái phương pháp của mình đi rồi, tự nhiên mình thấy nó nhẹ nhàng, nó khỏe. Cho nên mình cũng hy vọng mọi người cuối cùng ai cũng sẽ có một cái ngày đó, cũng một ngày cái tới một cái ngày mọi người đều cảm thấy cái thị trường này nó cũng đến nỗi nào, nó cũng đơn giản thôi. Ok, cảm ơn anh. Rồi còn anh chị nào chia sẻ thêm không? Giao lưu cho vui. Rồi. Eric đâu rồi? Eric giới thiệu. Eric là cũng Eric cũng là một trong những anh chị em Stickpay, Rupshopee về cũng được một thời gian rồi. Eric có gì chia sẻ không như vậy? Anh chị chào mọi người, em tên Eric. Em cũng mới tham gia Shopee được thời gian. Em thì hồi đó trade crypto thì thù quá, cái em chuyển qua trade stock thì vô tình thì được chị em giới thiệu thì tham gia group, thì học được nhiều thứ từ anh Minh, anh Nation, anh Kevin, anh chị Bi, chị Trang, chị Kim, chị Chi, giúp đỡ nhiều, học được cũng nhiều về TA, về mọi thứ. Em hồi đó em không biết cây nến là cái gì luôn, và từ lúc tham gia group thì mọi người hướng dẫn dìu dắt, thì bây giờ em biết được một chút. Cái quan trọng là cái phần kiến thức mình mang về được nhiều hơn là cái mình bỏ ra, mọi người dành thời gian cho nhau cũng vui, cũng dắt tay nhau đi lên. Thì qua anh này thì em cảm ơn anh chị trong group đã dẫn dắt em tới giờ phút này vui vẻ hòa đồng. Mà chơi trong group á, buồn thì ít và vui thì nhiều, anh em ai cũng vui vẻ đồng lòng nhau hết á, hỏi gì không biết gì hỏi cũng trả lời, dành thời gian nhiều. Nói chung là em cảm ơn mọi người, em cũng nói không có giỏi đâu. Cảm ơn anh, cảm ơn lời chia sẻ của em. Cảm ơn Eric. Dạ. Eric thiệt ra tuy là còn trẻ nhưng mà thiệt ra cũng có cái nói khiêm tốn đó thôi, chứ thiệt ra cũng có cái kinh nghiệm, số kinh nghiệm nhất định rồi. Mấy anh Cũng em vô group cũng đều nhiều khi Eric cũng còn hỗ trợ cho mấy anh em nữa chứ. Thôi cảm ơn Eric, mình sẽ ủng hộ của em dành cho group. Eric giỏi hơn em nữa, nói chuyện giỏi vậy hay vậy mà giả bộ khiêm nhường chứ. Ổng bận lấy tấm con mà nãy có nói. Ổng nữa rồi hả? Những nước nữa rồi hả? Rồi ok, có chị Lina gì không? Chị Lina chia sẻ gì không? Hello chị Lina. Hay có ai chị, Minh Huỳnh, Minh Huỳnh Tâm chứ? Minh Tâm phải không? Tom, hello Tom, ông Thiện. Hương. Em chào mọi người nha. Em là Tâm. Em mới biết Shopee mới đây có được một tuần hơn à. Lúc đó em hỏi anh Martian mua cái Trend. Thì em thấy collagen của chị rất rất là tốt. Thì em thấy là những khúc mà em đánh scalping thì em cảm thấy là nó chạy nến là đúng, cực kỳ đúng luôn. Cái nến nào đảo chiều là đúng y chang luôn. Nên em quyết định là học của anh Motion với anh Minh để sử dụng collagen nó tốt hơn nữa.
Cảm ơn chia sẻ của em. Thì Cảm ơn chia mỗi sẻ ngày của em. mà thấy em nói cứ thắng nhiều, thật sự đó là một cái điều mà tụi anh rất là vui nha. Đó thì Dạ. cái điều rất là mấy anh em cảm thấy rất là vui, tại Dạ. vì cái mục tiêu chính đó, thiệt ra nói đúng ra cái mục tiêu chính của mấy anh em là cũng mong, tại vì mình biết là ra cái thị trường này mấy anh em cũng bầm dập chứ, bầm dập rất là nhiều. Cho tới hồi khi mà tụi mình ổn định lại á, mình cảm thấy hồi xưa thiệt ra lúc mình mới gặp Mason á, nói đúng ra là Hiêm không có muốn ra ngoài, mấy anh em chỉ có chơi chung với nhau thôi. Nhưng mà hồi xưa như mình đi qua nhiều rồi, mình cũng trải qua nhiều thương đau rồi, nên mình nói tới hồi cái mình gặp được cái Mason với Colotrend ấy, mình cũng nói chuyện, mấy anh em nói chuyện với nhau rất là nhiều. Thì cái thời điểm mà gặp nhau rồi đưa cái Colotrend nó giới thiệu với mọi người á, thì cũng rất tốn rất là nhiều công sức, tại vì Mason có nhiều ngày có thể là thức cả ngày đêm để mà improve, để mà tìm những cái lỗi của nó, tìm cái lỗi nhỏ nhặt của nó để mà nâng cấp, để cho chạy theo được với cái thị trường này. Cho nên phải nói đây là một cái, nếu mà đem lại được cái gì đó giúp cho mấy chị em thì thiệt ra đó là cái niềm rất là vui của mấy anh em. Dạ. Mới đầu là em thấy cái collagen của anh Motion đó, em thấy chạy đúng như vậy thì em cảm thấy là nó rất là tốt. Bỏ ra 99 đồng là cảm thấy là nó rẻ quá. Em nghĩ là cần phải nâng giá đó anh ơi. Không thể chứ bộ đánh một một thịnh thôi là ăn ha 200-300, mà chỉ bỏ ra có 90 đồng một tháng, nhưng mà một cái công trình nó thiệt là lớn như vậy thì anh nghĩ sao, đúng không? Nói thật ra thì nói đúng ra thì Mason cũng muốn đem một cái sự gọi là giúp đỡ cho mấy chị em ngoài kia thôi, còn thiệt ra tiền thì mấy anh em cũng kiếm được mỗi ngày chứ không phải không kiếm được. Nhưng mà muốn giúp cho mọi người ai cũng kiếm được tiền hết, nói thẳng là vậy. Cho nên cái chi phí này mà so ra với những cái gì mà mấy anh chị em thấy với mấy cái group ngoài kia thì rõ ràng nó không có đáng gì hết, nhưng mà tách ra thì nó cũng giống như tràn nước cho người làm việc, người mỗi ngày phải ngồi improve, phải ngồi tìm lỗi của nó. Mà mấy anh em hồi xưa cái lúc mà gặp nhau thì ở ngoài kia tụi Mỹ tụi Việt gì ở mấy cái group này, nó có cái bất cứ cái chiêu gì á, mấy anh em cũng đem về nghiên cứu rồi để cho phần mềm nó chạy luôn. Tại vì mình nghĩ hồi xưa mình nghĩ phải ngồi vẽ tay, phải ngồi mò mẫm kiếm ra mấy cái chiến lược, mấy cái chiến thuật đó. Bây giờ có máy nó làm hết cho mình, mà cũng may là Mason rất là giỏi thì bỏ vô trong trong được cái collagen này. Cho nên nói đúng ra thì cái khóa học này nó về TA, nhưng mà nó còn liên quan nhiều tới những cái công nghệ hiện đại nữa nha. Nói chung là rất là có lợi. Mà nói như Tâm cũng đúng, nói thẳng ra thì nó không đáng gì hết, nó không có đáng gì. Nếu mà mấy anh chị em nghĩ, thật ra nếu mà biết sử dụng nó thì cái việc kiếm tiền nó rất là dễ, mà nó cái giá của nó thật là quá 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 bèo. Nhưng mà cái này là cái nguyện vọng chung của mấy anh em thôi, hy vọng là tất cả mấy anh chị em ai đi đi với shopper cũng có thể thành công, cũng có thể kiếm được tiền. Đó là cái nguyện vọng chung của group. Dạ, thì chỉ cần các anh chị làm sao á có thể make được money và giữ cái profit mình càng ngày càng tăng lên, thì đó là một cái điều mà phải nói là cái người làm ra cái sản phẩm họ họ vui lắm, như Maxim vui lắm. Cảm ơn lời chia sẻ của Tâm dành cho phần mềm cũng như là dành cho cái kết quả mà anh làm ra. Cảm ơn em nhiều. Dạ. Chắc chắn trời không phụ lòng người đâu Max, trời không phụ lòng người đâu anh Minh. Dạ, em cảm ơn chị Chi lúc nào bây Cảm ơn giờ. Chị chị. Chi là một cái người rất là, một người chị rất là được tụi em rất là, nói thẳng là rất là quý, rất là nể. Tại vì những cái lời động viên của chị từ cái những cái ngày đầu tới bây giờ làm cho tụi em cảm thấy vui lắm. Lúc nào mà làm được cái việc gì đó nó giống như mỗi ngày mình đi post dạo ngoài phê ngoài 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 Facebook không mà cũng cảm thấy vui nữa. Thật ra những cái điều này mình làm mình cũng hy vọng là đem được cái gì đó lại cho mọi người. Chứ còn cái thị trường này thì đúng là cái thời buổi này nó khó khăn quá, mà đâu có phải đơn giản đâu. Mình thấy nhiều người, mình thấy tài khoản của họ, mình thấy đau lòng. Thấy mấy anh chị em lúc mới vào group đó, có nhiều anh chị em một ngày một cái lệnh có thể thua vài ngàn đồng. Nhưng mình nghĩ mình cũng cảm thấy tự nhiên mình nhớ là những cái ngày đầu tiên mình mới vào cái thị trường đó, tự nhiên mình cũng cảm thấy xót xa lắm. Nhưng mà mình hy vọng đó, rồi từ từ mọi người cùng cùng đi với nhau.
cùng giúp đỡ nhau rồi từ từ rồi mọi việc đâu cũng vào đó đúng không? Tiền cũng sẽ kiếm được thôi. Bây giờ đi với nhau 6 tháng rồi, mỗi ngày nói chuyện với nhau, mỗi tuần 5 ngày nói chuyện với nhau trên Discord, nó trở thành giống như là một cái thói quen vậy đó. Ngày nào á, thị trường đóng cửa không có nói chuyện được với Watson, với anh Minh, với các anh chị ở trong nhóm vậy đó, thấy thiếu 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 thấy buồn buồn gì á. Bởi vậy nhiều khi cũng phải dành chút thời gian cho gia đình nữa chứ, mà giống như Maxson với em bị nhăn quá chị ơi, kêu ôm luôn cái máy đi. Không, mà thật ra cái gì nó cũng có cái giá của nó đó chị Chi. Chị thấy không, lâu lâu là em phải kêu chị ơi, chị Kim ơi, chị Trâm ơi, em kêu mấy chị gì đó. Không nghe. Không nghe tiếng mỗi người vậy là thấy nhớ gì đâu luôn á. Ngồi làm việc á, nhiều khi bận quá không có lên tiếng được, nhưng mà cố gắng là khi nào mà phải nói là quá căng thẳng á mới lấy cái earphone xuống, còn không á là cứ bỏ earphone để mà nghe người này nói chuyện, người kia nói chuyện, nghe nó thấy giống như một cái gia đình vậy đó, cái vui lắm. Cảm ơn chị. Bởi vậy cho nên Maxson, mỗi Maxson chắc là group là mỗi người chắc mỗi mỗi chắc mình cũng phải gửi đóng mấy ly boba, gửi đóng lại mấy ly trà sữa gửi cho Maxson để Maxson nói, thấy Maxson nói nhiều nhất mỗi ngày nè. Không nha, tại vì sự tâm lý sợ nhiều khi mình try xong buổi sáng mình đủ rồi, mà mình đi á, mà đi ra kia rồi cũng có nhiều lần đi ra kia sao thấy mọi người ở đây bơ vơ cái thôi chạy vô lại. Cái mà sợ try nhiều, over try là cũng sợ thua thôi à. À, cũng phải vô để hỗ trợ mọi người, sợ mọi người cần giúp gì nữa, rồi khá là như vậy. Chứ thì thật ra mỗi tháng là mình mỗi ngày á, mỗi ngày mấy anh em, thiệt ra một ngày mình chỉ cần mở cửa ra khoảng 10 phút để ban đầu thôi, mình thả vô hai lệnh ban đầu trong ngày là coi như nguyên ngày mình ok rồi, mà không phải lo nữa. Cho nên nhiều cái khoảng thời gian cái mình vào lệnh, mình ra lệnh xong rồi mình ngưng. Lúc đó để lại Maxson ở trong trong group phải đọc diễn. cũng may là có mấy anh chị em trong group cũng hỗ trợ chứ không. Ok, còn ai mọi người có muốn giới thiệu xe về mình không? Chị Lina có ở đó không ạ? Chị Lina như cái mic của chị không nói được. Chị xài laptop. Ok. Còn rồi, chị nào nữa không? Chị nào muốn giao lưu thêm không? Vui không? Tại buổi đầu tiên thì không có trao đổi nhiều về cái vấn đề TA, giao lưu với mấy anh em vui trước. Thiện à, Thiện nè, Thiện. Thiện với Thiên. Trâm, Đạt. Hello, anh Minh. Hello, Maxson. Hello, Thiên. Em thì em cũng mới vô group được khoảng mấy tuần thôi. Chơi thì cũng được có mấy năm mà. Thua thì nhiều, ở ngoài đảo không anh ơi. Chưa có vô bờ được. Nói chung thì em thấy chủ yếu là tâm lý em hơi không có vững, cứ muốn đánh thắng không à, nên đôi khi risk management nó không được tốt. Đúng rồi, đây là cái vấn đề chung của tất cả mọi người đó. Nhưng mà một khi mình cũng vẫn tin chắc là từ cái kinh nghiệm cá nhân của mình thôi, từ khi mà mình kiếm được một cái phương pháp, một cái cách đánh rồi, một cái cách giống như một cái cách để cho mình chơi, một cái kỹ thuật riêng của mình rồi, thì mình cảm tự nhiên cái vấn đề tâm lý nó sẽ bớt hơn rất là nhiều. Tại vì thì cái lúc mình đi vào, mình mở chat lên, mình thấy, mình nói ok, mã này nó không có đúng cái setup của mình, mình không có đụng vào, mình không có còn phải lo lan nghĩ. Thì hồi xưa lúc mà mình mới biết, mình học rất là nhiều nha, mà cái thời gian đó mình thua rất là nhiều. Cái lý do tại vì mình thấy mã nào nó cũng có cơ hội, lúc nào cũng có tiềm năng hết, cho nên mẹ nào cũng nhảy vào. Nhưng mà cuối cùng thì cái đó dẫn tới cái sự thua lỗ thôi. Cho tới khi mình tìm được một cái phương pháp, một con đường đi riêng của mình rồi, một kiếm chỉ một chiêu một thôi, mà nó không đúng là mình không có vào, mà khi nào đúng setup thì mình vào. Rất là đơn giản, thì cái vấn đề tâm lý nó cũng sẽ giảm đi được rất là nhiều. Thì mình cũng hy vọng hết cái khóa học này thì mấy anh chị em sẽ nhờ được cái color trend để cho mấy chị em control được cái lúc nào mình nên vào lệnh, cái lúc nào mình không nên vào. Thì đó là cái mục tiêu chính của khóa học này. Về về cái vấn đề tâm lý á, là Trang Trang rất là tốt nha.
Trang Trang control rất là tốt, tại vì thật ra có những lúc mà Maxon với anh Minh kêu vào nhưng mà Trang không vào. À, Trang Trang làm rất là tốt. Thì sau khóa học này thì Trang sẽ chia sẻ cho những cái bí kíp mà trở nên gọi là tâm lý vẫn như vậy. À, hai admin kêu mà Trang thôi không vô là không vô. Ở trong group mà nó còn có chị Chi cũng rất là ổn, chị Chi cũng rất là vững, chị tại vì thực ra mình một khi mình đã có một cái khái niệm, một cái căn bản về TA rồi á, rồi mình biết coi chẹt, rồi mình còn biết được cái risk management của mình biết thì cái vấn đề tâm lý nó cũng sẽ giảm đi rất là nhiều. Giống như nhiều khi trong mấy anh em trong group có toàn ăn non không, mà tới hồi chị Chi mà chốt lời lần nào là mấy anh em ngồi mồm chữ A, chữ O luôn rồi chứ. Rồi nó cắn Cái đó là không phải là mình hay, mà tại vì mình bận việc cái mình quên. lưỡi tiết. Dạ, mà nói chứ tổ vẫn độ, tổ vẫn thương người lương thiện đúng không chị Anh em mình ai lương thiện hết mà. chứ? Thánh nhân ưu đãi cái này là cái gì, ưu đãi kẻ khù khờ, mà đây không ai khù khờ hết trơn, đây ai toàn lương thiện không à. Thì đó mục tiêu chính của cái khóa học này là hy vọng sau này mọi người ai cũng có thể rất là ổn định cái việc tâm lý. Hồi xưa mình vô lệnh bất chấp nha, mình chỉ thấy hồi lúc cái hồi mình mới gặp Mason cái thời đó là cái thời mình cái thời gọi cái thời giống như phong độ đỉnh cao, ngày vào lệnh một ngày có thể mình vô tới mười mấy 20 lệnh mà cái tỷ lệ thua rất là thấp. Nhưng mà tới sau này ấy, mình mới tổng kết lại, mình thấy mình vô nhiều lệnh như vậy thì nó làm ảnh hưởng đến cái sự phân bổ vốn của mình. Cái vốn của mình nó chia ra, nó phải chia cho nhiều cái lệnh như vậy. Rồi cuối cùng tổng kết lại thì nó lại chẳng được bao nhiêu hết. Cho tới sau này á, khi mà một ngày mình chỉ cần vào khoảng một vài lệnh thôi mà nó phải chính xác mình mới vào, thì cái tỷ lệ mà cái profit á, mình giữ được nó lại lên cao rất là nhiều so với cái thời mới mà đánh một ngày có lúc mình vào đâu 18 20 lệnh nhưng mà cái độ chính xác phải lên tới 99% á, có lúc nó lên 18 20 lệnh vào không có lệnh nào trật hết mới ghê chứ. Có cái thời điểm như vậy đó, nhưng mà cuối cùng lại không có tiền lời bao nhiêu, profit đem về không bao nhiêu hết. Còn chị Trâm, còn mấy anh chị muốn chia sẻ gì không? Còn Chị nói Hello chị Trâm nãy giờ đang muốn nói gì nè? Hello anh Minh, Marcin và tất cả các anh chị em ở Shopbase. Trâm tham gia Shopbase này được hôm nay là 4 tuần. Và mình bắt đầu tham gia thị trường chứng khoán từ tháng 3 năm nay và chưa biết gì về TA, thậm chí không biết TA nghĩa là gì luôn. Mà nhờ có Color Trend mà trong một tháng qua thì mình đã bước sang một trang mới. Rất cảm ơn Color Trend, Mason, anh Minh và em Bill. Và mình mỗi ngày học rất nhiều kinh nghiệm từ các anh chị em trong nhóm. Mình cảm nhận Shopee như một gia đình. Nhờ có Color Trend mà cuộc sống của mình hiện tại đã thay đổi ngoạn mục. Nhưng mà mình thấy cái điểm yếu của mình là mình không biết khi nào vào lệnh. Và khi mình vào lệnh thì mình vào sai thời điểm. Và mình thoát lệnh quá sớm. Và điểm thứ nhì nữa là mình thích trade option chung với anh Minh mọi người lắm. Nhưng mà mình không biết làm sao hết. Hy vọng là sau khóa học này có một ngày nào đó mình có thể khắc phục cái yếu điểm của mình và trade tốt hơn. Dạ, cảm ơn chị Trâm. Cái điều này chắc chắn rồi. Tụi em thấy chị Trâm tham gia với group là một trong những cái giống như là một trong những cái người mà mình chứng kiến được cái sự thay đổi mỗi ngày, với lại thấy chị improve lên mỗi ngày thì em thật là thấy rất là vui, rất là hãnh diện, cũng rất là vui mừng, cũng giống như là tự hào nữa. Tại vì sắp với mình mấy anh em trong group cũng không có đông người, mình không có muốn cái tình trạng tạp nham giống như cái group ngoài kia. Mấy anh chị em với nhau hỗ trợ với nhau từng ly từng tí, đã đi với nhau rồi thì bất cứ lúc nào cần, bất cứ lúc nào mà cảm thấy cần cái sự hỗ trợ của mấy anh em thì tụi mình luôn luôn là sẵn sàng, bất cứ anytime. Cho nên mọi người
mình coi mấy chị em cũng giống như là những đã tham gia vào group rồi á, thì mình cũng coi như một cái đại gia đình vậy thôi. Là được gì cho nhau thì chúng ta cũng sẽ hết lòng với nhau. Thôi bây giờ chị Trâm nói sơ qua đi, trong 4 tuần vừa rồi là chị win bao nhiêu và thua bao nhiêu lệnh? Thắng hơn thua hơn, thắng hơn hay là nhiều hơn hay thua nhiều hơn? Ngon chị, để coi nha, một tháng vừa rồi á là 4 tuần vừa rồi là chị ăn được 5.000 đó. Yeah. Nhưng mà thật sự một tuần đầu tiên là chị bị thật sự 4 tuần mà trừ đi một tuần đi, tại một tuần là tại vì funding á. Funding nó phải delay mấy ngày để ACH nó settle down fund này kia, coi như 4 tuần, đại khái là 3 tuần mà chị ăn được 5.000. Yeah. Wow, quá thành công. Đây một tấm gương thành công rất là rất là đáng để cho mọi người cảm ngưỡng mộ đó. Không phải đơn giản đâu. Yeah, chúc mừng chị Trâm. Chúc mừng chị. Chúc mừng chị. Ráng nào, cảm ơn em. Ráng giữ cái này. Mà thiệt ra cái collagen này mình cũng sẵn mình nói luôn, là nếu mà cái phần option đó, nó hơi, tại vì trade option nó có cái độ nguy hiểm cao hơn rất là nhiều so với nó ăn nhiều nhưng mà nó cũng thua nhiều. Còn mà cái collagen này để sử dụng để cho share, đánh share không á, nếu anh chị em có nhiều vốn mà đánh share, quên hẳn cái option để chị đánh share không á, thì cái tỷ lệ win của anh chị em bảo đảm phải lên tới 90%. Mình dám chắc chắn một điều là lên tới 90%. Nếu mà cứ đúng theo phương pháp đánh share option, tại vì cái lý do mình thua là cái lý do thứ nhất là tâm lý, thứ nhì là nhiều khi cái tham thì kê nó cắn của mình, giống như hôm nay cũng mấy cái ngày mà option hết hạn đó, vào lệnh là coi như cứ bởi tham thì kê nó rỉ từ từ cho nó option, nhiều khi đang thắng thành thua luôn. Yeah. Chứ còn chơi share thì bảo đảm cái tỷ lệ thua nó rất là thấp. Mà chơi xe thì cái mình bị quá sell trong một thời gian, thí dụ như nó vừa lên support cái mình vô lệnh, cái mình nó vừa lên support cái mình cut loss, cái nó quá sell thì sao anh? Cái câu hỏi rất là thú vị nè. Trong khóa học này á, sẽ có cái nói chuyện, có cái phần vẫn nói về what sell. Cái what sell thiệt ra mọi người cứ nghe what sell nghĩ nó thế này thế kia, nó làm nó phức tạp lên quá. Mình là day trade thì đương nhiên mình muốn hạn chế những cái gì nó làm phức tạp lên thì đúng. Nhưng mà thiệt ra mình đã tham gia vào, mình đã trade rồi, làm trader rồi thì không có tránh được cái chuyện đó. Rồi những cái buổi sau này á, mình sẽ có một cái phần nói về what sell, anh chị em sẽ tìm hiểu rõ về nó liên quan tới thuế như thế nào. Thì tự nhiên mấy anh chị em sẽ thấy nhẹ lòng đó, tại vì mọi người cứ nói nó lên quá, làm cho cảm giác, mọi người cảm giác cái what sell là cái vấn đề gì đó trầm trọng lắm. Nhưng mà thật ra cũng không đến nỗi nào đâu. Cái buổi chia sẻ what sell thì mấy anh chị em sẽ rõ hơn. Nghe cái giá đó nó cộng vô cái lần sau mình mua, thí dụ lần tức mình bán con, mình mua con đó 10 đồng, mình bán 9 đồng là mình mất 1 đồng phải không? Lần sau mình mua 8 đồng, hình như 1 đồng nó cộng vô cái sao luôn là thành 9 đồng. Mà sao em thấy nó vậy á? Mà đó, ép thử. Không, mình có một cái phần về cái cho cái trong cái khóa này của mình sẽ có một cái buổi nói về what sell. Thì sẽ có một cái phần chia sẻ rất là rõ về đó. Còn sẽ mình thì tụi mình có một cái video nói rất là rõ về của một thành viên của group á, thì sẽ chia sẻ về cái vấn đề này rất là cặn kẽ. Thì sau khi coi qua cái video chia sẻ của Si thì mấy anh chị em sẽ cảm thấy cái việc cross sell nó sẽ không có phải nặng lòng cái chuyện nữa. Chuyện chính của chúng ta là chúng ta kiếm lời, đúng không? Kiếm được tiền thôi. Còn cái chuyện cross sell thì nó cũng đến nỗi nghiêm trọng lắm đâu. Nó không có ảnh hưởng tới cái quyền lợi của chúng ta nhiều thì chúng ta cũng phải nên lo về nó nhiều lắm. Yeah. Còn nói đúng ra thì trade share thì nó bị kẹt về cái vấn đề what sell, nhưng mà cũng đừng có nên quan trọng hóa cái vấn đề đó quá thì nó sẽ ổn hơn. Đời trader thì không thể nào tránh được cái chuyện what sell rồi. Nhưng mà khi mình hiểu rõ về nó thì mình sẽ cảm thấy rất là an tâm, không có gì phải lo lắng nhiều. Còn có chị Linh thì mới tham gia vô. Mấy cái chị Linh có chia sẻ gì không? Thì mọi người, ok, hello chị Linh.
Nếu mà cảm thấy mọi người có muốn có đề nghị gì thêm cho cái khóa học thì cũng có thể nói nha. Tại vì đây là cái buổi cái khóa đầu tiên của group, cho nên mình cũng muốn cũng có thể có nhiều cái sơ sót, cũng có thể cần những cái mà nó không có được hoàn hảo cho lắm, nó sẽ xảy ra, cái chuyện nó không thể nào tránh khỏi được. Nhưng mà mình cũng hy vọng được cái sự góp ý, cái sự hỗ trợ của mấy anh chị em để cho cái khóa học chúng ta nó hoàn thiện hơn, nó tốt hơn. Sorry, chị đang lái xe, em có nghe được không? Hello chị Linh, đang hello, nghe chị. Hello, hi. Oh, hi. Oh, hello mọi người, Max, Trí với Bill với lại Trang với mọi người. Linh mới join cái group được 2 tuần. Chưa tới 2 tuần nhưng mà tuần này mắc đi cruise cho nên không có chơi được gì hết, cho nên cũng không có cũng chưa có thực thi cái color trend, nhưng mà nhìn thấy thì rất là hấp dẫn. Tại vì chị vô trade thì học rất là nhiều mà càng học thì thấy càng thua tại vì bị rối quá, cho nên bây giờ đang đi tìm thầy học đạo để mà tìm củ âm chân kinh cho riêng mình cho nên thì chị thấy cái color trend thì thấy rất là hấp dẫn, cho nên chị cũng muốn thử coi cái hy vọng đây là cái bí kíp của chị để mà chị thành công trong cái việc trading. Tại vì chị rất là thích trade, rất là hấp dẫn, nhưng mà thua quá cho nên bây giờ cũng thấy hơi sợ, thấy nản. Với lại như là cái quan trọng là phải scan được cái stock và good cho cái ngày đó, thì chị hy vọng là nhờ cái color trend nó giúp chị tìm được scan được stock với lại tìm được điểm vào và ra cho nó hợp lý. Cái đó là cái nguyện vọng của chị. Cái điều này thì rõ ràng là nó sẽ cái color trend nó sẽ giúp được cho mọi người trong cái vấn đề này. Là vì có cái phần từ cái ngày nó thẳng ra cái bản thân mình, cá nhân mình từ cái ngày mình sử dụng color trend thì thật ra mình không có phải tối, không có phải đi kiếm, không phải scan stock, cũng không có phải ngồi mò mẫm vẽ chạc vẽ gì nữa hết. Buổi sáng cái mặt kịch mở ra trước giờ, thường thường nó trước giờ mặt kịch nó mở cửa khoảng nửa tiếng thì thường thường mình sẽ đi qua, mình sẽ kiểm tra cái alert của cái color trend để coi ngày hôm đó cái mã nào nó sẽ dao động nhiều, có những cái tín hiệu tốt thì mới lựa ra một vài mã thôi. Còn thật ra nếu mà mấy chị em có một vài mã mà yêu thích rồi á, giống như là có người thích có chơi con Apple, có người thích chơi con Nvidia ví dụ vậy, chỉ cần một con nó cứ cài lên trên máy rồi cứ ngồi đánh trong ngày đó, cứ ngồi chịu khó ngồi nhìn theo color trend nó biểu sao đánh vậy thì vẫn cái tỷ lệ win vẫn là có. Chứ còn không có phải lo cái chuyện mà mình phải scan hay là phải tìm kiếm stock mỗi ngày. Cái đó là cái lợi của cái việc sử dụng color trend. Ok, thank you. Chị thấy cái này coi như người Việt Nam mình thì chị thấy là một cái rất là high tech, mà chị thì chắc chị cũng rất là thích mê những cái high tech technology, cho nên chị hy vọng là chị sẽ dừng chân ở đây mà không phải đi tìm kiếm, rồi không có phải chạy đi tìm thầy học đạo nữa. Đó là cái mục tiêu, đó là cái mục tiêu của trước, cái hy vọng đem lại cho mọi người đó. Cảm ơn chị, đúng rồi, cái này cái mục tiêu chính của trước, cũng hy vọng mọi người cũng sẽ cảm thấy là ok, mình cái thời gian mình chơi mình vẫn có thể kiếm được lợi nhuận mà mình không có mất nhiều thời gian đó. Bởi vậy cho nên mà mới áp dụng cái công nghệ vô trong cái việc trading của mình. Còn bây giờ ra ngoài mình học TA, mình học mấy cái chỉ béo ai cũng xài với nhau đúng không? Ta cũng xài OSI, cũng xài MACD, cũng xài thế này thế kia. Nhưng mà rồi mỗi người ứng dụng khác nhau mà để cho tới cái kết quả khác nhau. Còn bây giờ group mình cứ xài color trend để đi tìm cùng một cái kết quả đi. Hy vọng là vậy, hy vọng là sẽ đem được tới cái sự gọi là thành công cho tất cả các anh chị em. Chắc chắn khi khóa học này về TA á, các anh chị sẽ bất ngờ về lý do tại sao nó làm hết cho mình. thì
Thì thật ra cái color trend này mấy anh em nói thẳng ra là phải nói là tụi mình tìm hiểu rất là nhiều, mình không phải là những cái chiến lược của mình có thể mà nói ra cho Motion biết, nhưng mà Motion phải dùng cái thời gian để cho phải tính toán, phải dùng những cái thuật toán để cho nó tự nó tính cho mình. Cái này phải nói là rất là Motion rất là quá là hay. Cũng cảm ơn Motion luôn cho cái người cái công biết ra cái color trend này. Dạ, yeah, không có gì. Dạ, welcome. Motion, chị muốn mời Motion need help, I can help Motion. Dạ, thank you chị. Nghe chỉ cần nghe vậy là vui lắm rồi chị. Chị Chi lúc nào cũng ủng hộ hết mình luôn, ủng hộ tinh thần rất là nhiều. Cảm ơn chị nhiều. Chị Chi là một trong những người đi ủng hộ mấy anh em trong group từ những cái buổi đầu tiên á, những cái ngày mà tới bây giờ, từ cái lúc mà group mới mở ra thì tới bây giờ. Anh Minh thấy không, anh Minh nãy em học hoài không ra trường được. Đâu có ai học mà ra chi được đâu chị Chi, khổ vậy. Nhưng mà cuối cùng cái mục tiêu chính của chị làm được rồi ấy. Cái đó mục tiêu chung của mọi người đúng không, kiếm được tiền thôi. Bây giờ mình làm được thì coi như cái việc học của mình nó cũng tạm ổn rồi, còn biểu mình học ra trường thì cũng chắc là học hoài không hết. Mà tại vì thương quá cái color trend này, học không ra trường được luôn. Đã vậy thêm cái người viết ra cái mỗi cái lâu lâu lại update một lần rồi upgrade nó lên rồi chế bỏ thêm cái mới vào nữa hả chị là mình chạy theo không kịp luôn. Yeah. Yeah, không mà chị nói thiệt Martin ơi, nếu Martin mệt mỏi Martin ấy, Martin cần chị giúp đó, chị sẽ giúp chị. Yeah. Sẽ làm được, chị nghĩ chị sẽ làm được. Dạ dạ, cảm ơn chị. Đến một ngày nào đó sẽ tìm tới chị. Tại vì những người mà thiên trong giới công nghệ, trong giới mà software này nọ thì có thể thông cảm được với nhau. Mọi người cũng phải hiểu được cái này là một cái trí tuệ, một cái quá trình mà làm việc phải nói là rất là tốn nhiều thời gian, rất là nhiều thời gian. Yeah. Đúng không? Tốn nhiều thời gian và công sức, trí tuệ cũng giống như là năng lượng, năng phải có năng lực mà phải tốn biết bao nhiêu năng lượng nữa đúng không? Ok. Anh Tiến cho em hỏi rằng em thấy trong cái service, bài service đó nó có hai gói, ví dụ như mua cái gói mà sắp nghe thì có tham gia cái gói 1 luôn ha, mua hai gói liên rẻ, hai gói phải mua hai gói mới được. Thì cái phần đó, cái phần mà hai cái gói sẽ việc đó thì có một cái gói chỉ dành cho mấy anh chị em giống như muốn trade chung cái group thôi, mà không có xài cái phần mềm Color Trend. Thì sẽ có cái phần mềm Color Trend Lite nó hỗ trợ, nhưng mà cái phần mềm Color Trend Lite đó chỉ là cái nó chỉ giúp cho các anh chị em tìm được cái điểm hỗ trợ support với cái vùng supply demand này nọ. Nó không có phải được powerful giống như cái gói 2, là nó chuyên là nó bao gồm với cái có cả Color Trend nữa, Color Trend bản cái bản chính mà mấy anh chị em sử dụng đó. Dạ, cái gói 2 là vừa tham gia nhóm mà vừa được cái bản chính phải không? Ừ, còn rồi. Thiệt ra mà vẫn mấy anh chị em cái gói đầu tiên thiệt ra để mấy anh chị em tham gia mà để cho biết mấy anh em trong nhóm trade sao thôi, nhưng mà thật ra cái mục tiêu chính của group là vẫn muốn mấy anh chị em sử dụng cái phần mềm Color Trend này, tại vì thiệt ra nhiều khi mình vào lệnh giống như trade chung đi, mấy admin đưa ra lệnh đi, nhưng mà nếu mà mấy anh chị em không có biết cái lúc nào để đi ra thì cái người đưa lệnh họ không có sai nha, tại vì họ biết cái điểm vô điểm ra, nhưng mà cái người mà nghe lệnh để nhận lệnh rồi giống như là để mình mua mình buy mà mình không có biết cái điểm vào hoặc không biết cái điểm ra thì nhiều khi lại bị lỗ nữa. Cho nên nếu mấy chị em á tự biết cái cách nhìn ở trên Color Trend, có cái phần mềm Color Trend nó hỗ trợ thì cái việc trade nó trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Mấy chị cũng chả cần phải nghe alert của admin nữa, nhiều khi thích con nào trade con đó, cứ đúng bài là đánh thôi. Nó là cái mục tiêu chính của group. Cho nên Motion để ra hai cái gói như vậy, thì một gói là để cho mọi người làm quen trước với cái Color Trend thôi,
Còn vẫn có mục tiêu chính thì vẫn hy vọng là mấy chị em sẽ tự chơi sử dụng cái phần mềm Colortrain để cho chơi. Dạ, tại vì em cũng nói là beta rất mà nên em hỏi là cái gói 2 có nghĩa là mình được tham gia vào các hoạt động của rất như là hỏi đáp tâm rất thắc mắc không anh? Dạ, đúng rồi, chính xác. Với lại nếu mà đã tham gia với group rồi gói 1 hay 2 thì cũng đều được hỗ trợ hết. Nhưng mà nếu mà sử dụng cái gói 2 á, thì tại vì có thêm cái phần mềm Colortrain nó sẽ hỗ trợ cho quý anh chị em. Quý anh chị em sẽ không có bị phụ thuộc vào nhiều vấn alert. Giống như mỗi ngày cái mình đưa ra mình nói ok mấy anh chị em mã này mã kia có thể vào được. Nhưng mà khi mà mấy anh chị em chỉ có nghe mà không có cái Colortrain á thì nhiều khi mình không có biết mình vô khúc nào mình ra khúc nào. Tại vì nhiều khi alert đưa ra thì mình vào lệnh thì mấy anh chị em đã đi sâu hết khúc rồi. Cho nên cái đó là cái bất tiện. Còn nếu mà biết sử dụng cái phần mềm Colortrain á thì rõ ràng mấy anh chị em chả cần phải lo lắng về cái việc mà phải đợi alert hay không alert. Không alert thì có alert thì vẫn chơi được. Chỉ có mấy nhóm có alert, alert thôi, chỉ có alert thôi, chứ alert không có không vô luôn. Dạ chính xác, tại vì thiệt ra đúng ra mấy cái nhỏ group mà đưa alert á, mình cũng có tham gia, mình cũng có đi qua thử tìm hiểu với họ. Thì mình thấy rõ ràng người ta sẽ thua nhiều hơn. Cái lý do người đưa alert họ không có sai nha. Mình biết là cái người đưa alert họ không có sai. Họ bản thân họ đưa alert ra họ cũng phải dựa trên những cái tier, những cái kỹ thuật riêng của họ để họ đưa cái alert. Nhưng mà tới khi mà mình nhận được alert, đầu mình lò mò mình kiếm cái điểm mình vô rồi kiếm cái điểm mình chạy á, thì too late rồi, cho nên thành ra cái tỷ lệ thua nhiều khi nó lại nhiều hơn cái tỷ lệ nó thắng. Cho nên tham gia mấy cái group alert thì thiệt ra nó cũng không có lợi lắm. Mà thiệt ra mình tham gia shopper sử dụng Colortrain thì nó sẽ lợi hơn rất là nhiều. Nhân tiện sẵn quảng cáo chút. Đúng, mà cái đó phải là quảng cáo, cái đó là chính xác. Dạ, yeah. Nói đúng là vậy á chị. Em cũng vậy. Yeah. Không phải là quảng cáo mà cái thật sự Colortrain nó rất là phát phục. Nếu mà mình biết cách sử dụng, cái giống như chị tham gia với group, chị biết đó, trong group có những cái lệnh. Những cái lệnh nhiều khi Martian với mình, nhiều khi mình nói ok, mã này được, mã kia được. Chị đâu quan tâm đâu, chị nói ok, mã này của chị nè, mã này của chị được, chị vào. Cuối cùng chị thắng. đó là cái mục tiêu chung của group, là mọi người ai cũng có thể tự mình độc lập, tự mình đứng ra, tự mình chơi chung, tự mình có thể đưa ra những cái, có thể là mấy anh chị em cùng chơi với nhau một cái group như vậy, nó sẽ được cái gọi là cái power của một cái group. Mọi người sẽ có thể giúp cho nhau, cũng có thể người này có thấy được những cái mã stock nó tốt, người kia thấy được những mã stock tốt hơn, ví dụ vậy, chia sẻ với nhau mà cũng có thể tự chơi được á thì nó sẽ tốt hơn. Và mình cứ ngồi mình nghe người này, mình phải đợi người đưa điểm vô đưa điểm ra, mà đưa điểm vô đưa điểm ra thì cuối cùng cái người đó họ thắng, còn mình chạy ra chạy vô chậm, không biết mình là ăn uống gì nữa. Mà mình nhiều khi mình cũng ngại lắm, nhiều khi mình truy trong group cái mình đưa alert ra, tại vì mình đã set up hết mọi thứ rồi. Khi mình vào một cái lệnh đó, là lúc nào mình cũng set stop loss, lúc nào cũng set stop profit hết rồi. Cho nên khi mình đưa một cái lệnh ra mà nó chỉ cần nó chạy ngược hướng thì mình cũng chạy mất rồi. Mà tới hồi mình la lên thì mấy anh chị em nó chạy mất tiêu rồi, mấy anh chị em đã thua lỗ rồi. Cho nên nhiều khi mình thấy cái đó một cái điều bất lợi. Khi mà mình phải tham gia, mình phải nhận alert từ người này người kia, đó cũng không phải là cái hay. Cái hay là cái mà mình tự có thể tự vào lệnh, tự ra lệnh một cách cảm thấy một cách rất là giống như là cái khả năng của mình á, thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Có chị Huyền mới vào nữa anh Minh ơi. Hello chị Huyền nãy giờ đi. Dạ hello, xin chào thầy giáo, em quên học viên Vũ Trị. cái này hơi quá rồi, đâu phải. Chị Huyền cũng xin giới thiệu với mọi người, chị Huyền cũng giống như chị Chi, cũng là một trong những cái thành viên gọi là đời đầu của group shopper. Tới bây giờ chị ủng hộ group shopper từ những cái ngày đầu tiên tới bây giờ. Chị thì vẫn là chị rất là bận rộn, nhưng mà cũng lúc nào cũng dành cái tình cảm dành cho mấy anh em trong group. Đúng rồi, học viên Huyền là được may mắn được may mắn vào cùng mấy anh em trong trước đây,
để chia sẻ niềm vui và account mình đã sang dân lần. Dạ, cảm ơn chị, một niềm vui nữa. Dạ, hôm nay thì buổi đầu tiên chỉ có giao lưu là chính, chưa có bắt đầu vào buổi học nên để mấy anh em làm quen, chị làm quen với nhau. Hôm nay cái mục tiêu chính là làm quen với mình, nói sơ về khóa học một chút. Rồi bắt đầu thứ hai này thì sẽ theo cái schedule. Thì cái phần đầu tiên á là những cái buổi đầu thì một số chị em cũng có thể biết rồi, những cái việc vấn đề giống như là về broker này nọ thì những cái gì mình biết rồi thì mình tìm hiểu lại chút, mình biết thêm cũng, hoặc là mình có khi mình xem lại thì mình phát hiện ra những cái có khi có những cái thứ mà mình chưa biết. Cho nên mình cũng khuyến khích tất cả mọi người cứ tham gia, như biết rồi thì mình học lại chút cũng sao, đúng không? Mình tìm hiểu lại thì cũng sao, có khi mình còn chia sẻ được thêm cho nhau cái này cái kia nữa. Còn những cái khóa sau những cái buổi đầu tiên thì để mình xem lại cái lịch coi, cái khóa TA của mình nó sẽ để mình mọi người chắc chắn mình sẽ gửi cái lịch đó lại cho mọi người, những cái ngày học nào, những cái ngày nào. Cái lịch có điền ở trong rõ ràng trong cái form á, cái form á anh Minh. Dạ, có ghi ngày. Dạ, form mọi người. Dạ, trên form mọi người. Có schedule rõ ràng hết cho mọi người. Ok, trong đó cũng có rồi đúng không? Để mình coi lại chút, để mình nhắc lại mọi người. Thì qua cái phần thứ hai tuần này, bắt đầu từ thứ hai tuần tới á, mỗi khóa học nó sẽ vào ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu cũng cùng cái khoảng giờ này đúng không? Từ 6 giờ rưỡi Cali. Mỗi buổi sẽ khoảng kéo dài khoảng 1 tiếng tới 1 tiếng 15 phút là nói về cái nội dung. Có thể có những buổi nó ngắn hơn, hoặc có thể những cái buổi nó dài hơn thì tùy. Nhưng mà sau mỗi cái buổi học thì mình sẽ có một khoảng thời gian để cho các anh chị em có những cái thắc mắc, hoặc những cái góp ý, những cái vấn đề gì đó, thì sau những cái buổi học mình sẽ dành một cái khoảng thời gian nữa. Cho nên một cái buổi như vậy có thể kéo dài 1 tiếng rưỡi tới 1 tiếng 45 phút. Mình biết một số anh chị em cũng ở cái múi giờ nó khác đó, cũng khó khăn, nhưng mà không sao, nếu mà mình sẽ gửi lại hết mấy cái video sau mỗi cái buổi học, sẽ gửi lại cho từng người để mọi người có thể xem lại. Thì thứ hai này bắt đầu là mình sẽ tìm hiểu về gì hả? Dạ, thứ hai đúng như cái schedule ở trên cái form á. Mấy anh chị em còn có thêm câu hỏi hay là có thêm đề nghị không ạ? Nếu mà có thì trước khi mình bắt tay vào việc chính thì mình cũng nên mình cũng nên nói trước để mình có thể sắp xếp cho nó tốt. Anh Minh ơi. Yeah, hello chị. Yeah. Trong tương lai á, anh có thể chia sẻ những điều mà mình có khi nào mình có thể là một full time trader. Ok. Cái này bản thân mình, cái này kinh nghiệm của mình lắm, mình có thể chia sẻ được sau những cái buổi sau trong cái khóa học này, từ từ là mình sẽ có những cái giai đoạn mình sẽ nói tới, cũng hy vọng sẽ giúp cho mấy chị em cái phần nào đó. Thiệt ra cái hồi từ lúc mà mình chuyển qua làm full time trader thì nó cũng trải qua rất là nhiều cái quá trình, nó không phải là quá trình đơn giản. Cho nên mình cũng hy vọng mình sẽ có điều kiện để mình chia sẻ với mấy anh chị em. Ok, với cái buổi thứ hai này thì sẽ nói sơ về các broker, giới thiệu về cái trading view, cũng như mình định hướng cái hướng đi của mình trở thành trader hay là investment, rồi what sell, rồi cách tránh what sell này nọ thì sẽ vào cái buổi thứ hai nha mọi người. Rồi những cái buổi ban đầu thì nó cũng sẽ đơn giản thôi. Còn bắt đầu khi mà chúng ta vào cái buổi thứ năm của cái khóa thì nó phải tới ngày 20, và tìm cách thêm còn qua tuần sau nữa, ngày 25 thì chúng ta sẽ bắt đầu vào cái chiến lược trong phân tích kỹ thuật kết hợp với phần mềm Color Trend.
Thì cái bắt đầu cái buổi TA đầu tiên nó sẽ vào ngày 25 nha. Chúng ta sẽ học TA vào ngày cái ngày ngày 25. Còn từ bây giờ cái tuần đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu sơ về broker rồi trading view rồi mấy cái tạo watchlist, cách sử dụng, cách làm quen với color trend, sub trend. Ok. Cấp bậc sẽ được nâng lên từ từ rồi tiếp tới, rồi sau đó sẽ tới option, và cái cuối cùng nặng nhất là tâm lý với lại future. Thì cái phần future là cái phần bonus sau này sẽ cho mọi người, cái future nó sẽ tốt hơn là trade option nha. Thấy rồi, mọi người, mấy anh chị em trong group bây giờ họ cũng nhiều người cũng bây giờ họ chuyển qua trade future rồi, tại vì họ tránh được cái việc quá sell, rồi họ tránh được cái việc giống như là option thì bị tham gì kê, bị này nọ. Còn trade future thì nó bỏ được hết mấy cái đó. Cho nên đa số mấy chị em bây giờ mình thấy nhiều người bắt đầu họ chuyển hướng qua trade future rồi. Và thật ra nếu mà muốn chuyển thành trở thành day trader thì mình thấy rõ ràng cái future nó được set up cho cái công việc day trade. Cái day trade là cái future là cái hướng đi đúng đắn nhất á. Thì sau này, sau cái khóa học này mọi người nắm hết về cái TA rồi á, thì mọi người sẽ quyết định thôi. Ok, mọi người muốn trade option, muốn trade share, muốn trade future thì mọi người đều có thể ra cái quyết định riêng của mọi người. Nhưng mà muốn trở thành day trader thì mình vẫn nghĩ là option, vẫn nghĩ là future chính là cái hướng đi tốt nhất để cho một cái day trader kiếm được lợi nhuận. Tại vì nó không có bị ảnh hưởng nhiều bởi những cái thứ khác. Ồ, vậy là cái buổi chia sẻ hôm nay tới đây hơn. À, từ đó hôm nay thì chắc cũng kéo dài, nhiều anh chị em cũng khuya quá rồi. Nếu mà mấy anh chị em không có gì để muốn nhắn gửi với mấy anh em trong group đó, thì chúng ta cũng có thể dừng lại ở đây. Chỉ khi mấy anh chị em có điều gì muốn nhắn gửi tới group thì tụi mình sẵn lòng.